đẹp trai đó, to mà nó cũng hay chứ, nó bên cũng hay. Cái này em thấy là hay của nó là như nào, nó giống như trong cái cuộc sống của mình, nó làm luôn luôn mình chạy lên phía trước, không có được tiến. Rồi cắt mớ ớt đây rồi bà nha. Bà già kêu anh cái nói. Cái này chẳng hay sao nha. Thằng cái châu đít vào dành cho hai người của thằng trái. Dèo của thằng trái cho anh Miu. Dèo. Thêm ớt nữa thì cắt thêm ớt. Dạ bây giờ là thương ớt mới rồi đó. Dạ. Tôn đâm rồi. Tôn đâm rồi. Tôn lên đó đó. Ăn mớ cái đó được không? Chia ớt đi. 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 Chào chào ngon càng chơi chưa mà chăm nút ra đây tủ ha. Dạ cứ lấy ra đâu Huy thấy không Huy bỏ bây giờ ném rồi giờ để là tắm đi bỏ rồi ăn rồi á sôi quá bạn nhỏ lại. Sang game. Mấy kick đó quá xí hot. Chơi bia đón thêm Dũng. Dũng đón thêm Dũng. Rồi cường đang ngồi cường chị đang ngồi chị rồi hết giờ rồi. Nước ngọt gì không? Chị uống rồi. Chín dẻo. Có apple juice. I got apple juice for the baby. Apple juice, okay. Cường đang làm cái bia trước đi rồi bóp đũa rượu đã đi đi. Có một cái giá múc không chị cái mùi hả? Vâng. Cái mùi. Có y chị, có y cho thầy. Có ô luôn thầy. Ô y luôn. Cái mùi lớn chứ không phải là cái mùi. Cái mùi là mùi xe. Cái mùi là cái này. Cái mùi. Bây giờ mình chọc hả? Khi nào mà nó lấy cho em cái mùi. Cái là nè. Cái mùi mà thầy nghe chắc nghe lộn chứ. Cái mùi. Có ô có y luôn. Cái mùi là tiếng Campuchia đó. Cái mùi. Cái tiếng dường ra là không muốn cùng dạng dường. Cái đây cái đại diện vô. Tại còn ai nè? Thi bon. Ở đây cuối cùng rồi. Cái ơi. Hại bố rồi. Hại bố rồi. Bà xã lái xe rồi, chị lái xe chị. Đi nhé. Chị không lái hả? Ông muốn.
rồi có lý do chứ, có một số may mà có một số lý do đây. Gặp nhau vui nè, gặp nhau vui vẻ ha. Ừ. Rồi bây giờ cho đại đại diện các thầy hòa với mấy anh em đây nha. Cảm ơn ông bà chủ cho buổi tiệc ngày hôm nay để chúng ta mừng họp mặt. Oh, một, hai, ba, yo. Happy New Year. Cái này Happy New Year lý do.